bắt là hội xe cổ Sài Gòn về đây hay sao mà đây nhìn thấy rất nhiều cái xe cổ mà đều có gắn tem Sài Gòn. Thấy có rất nhiều cái xe. Xe này chắc là xe từ đời nào, biển số rất là lạ. Đầu của nó rất là hay. Đầu xe rất là hay. Đều có chữ Sài Gòn. Xe này chắc là về. Xe rất là về biển số Sài Gòn bây giờ là năm mấy mà đây toàn xe không có. Này chắc là từ cái thời trước năm 75 hay sao. Rất nhiều cả. Bên này nhiều nữa. Này nhiều lắm. Này thì không thấy có chữ Sài Gòn. Xe nào có chữ Sài Gòn chắc là cũng cái biển số này chắc là biển số cổ, biển số cũ ngày xưa. Xe cổ này không biết là người ta lưu hành giao thông kiểm soát như thế nào. Thế này có chữ Sài Gòn hãng Mercedes. Này nhìn nó mới mới mà không biết nó có từ bao giờ. Nó toàn có chữ Sài Gòn này. À, cái này là của hội xe cổ hay sao? Của hội sẵn nữa, trên sẵn có 10 chiếc trên đó. À, của Sài Gòn người ta ra hả? Dạ, nó đi xuyên xuyên Việt năm. Dạ, xuyên Việt. À, Dạ. quay hết. Hay quá. Mercedes. Sở hữu của một khách nước ngoài sao? Đấy ông ta đang cần thì hục sửa xe đây. Xe này rất là hay, đây xe rất là đẹp. Tất cả xe này đều có chữ Sài Gòn mà cái tem Sài Gòn này thì nhìn có vẻ rất là mới, không biết là người ta mới dán sau này hay là sao. Xe rất là đẹp của hãng nào. Xe rất đẹp, cái xe này rất đẹp. Hình thức cực kỳ ấn tượng. Bên này cũng là Mercedes. Đây,
cái lượng xe cộ ở đây của hãng Mercedes vẫn là chiếm đa số. Đây, cái này của Mercedes. Rất là nhiều, lúc nãy ở ngoài kia, ở ngoài đường thấy nhiều lắm. Cái xe cổ của một cái xe này ngồi mở cái bạt này ra. Rồi, vậy toàn biển số cổ hết à? Biển số cũng cũ hết. Đây là toàn bộ những chiếc xe cổ. Theo như nhân viên bảo vệ của Intercon Continental Nha Trang cho biết thì đây là đoàn xe cộ của Sài Gòn đang tổ chức đi xuyên Việt. Những chiếc xe rất là hay, rất là ấn tượng. Là thú vui của những người chơi xe cộ. Rất là nhiều bởi vì phía trên sảnh và phía ngoài đường vẫn đang còn nữa. Còn ngựa. Này không có thấy biển số. Vậy những cái xe cổ ở đây, xe Mercedes vẫn là chiếm số lượng nhiều nhất. Bên này có một cái nữa. Cái này cũng của hãng Mercedes. Hiếm khi thấy được một khối lượng xe cổ nhiều như thế này. Cái xe này rất là đẹp. Hệ thống đèn của nó rất là nhiều. Sẽ đi lên sảnh để trước khi đi lên sảnh để chụp cái ảnh. Ở đây có nhiều cái xe cổ đó.
bên này rõ hơn không ạ? Là hầu hết thì rồi bây giờ chúng ta sẽ lên sảnh tầng 1 để xem ở phía ngoài đường lúc nãy nhìn thấy nhiều cái xe cổ đang đứng ở phía ngoài nữa. Chúng ta sẽ đi lên sảnh để xem ở trên nào. Sảnh có bao nhiêu cái nữa. Tốt rồi, cầu thang đang đi lên. Quay ở dưới lên. Cảm ơn em. Ủa, nhiều quá. Đây rất nhiều xe. Đây một cái này cũng của hãng Mercedes. Phía ngoài kia rất là nhiều. Cái này rất là đẹp. Động sát quá, mình khó mà quay được cái toàn cảnh của nó. Bên này rất là nhiều xe, rất là nhiều xe cổ. Xe này là của khách nước ngoài, xe Sài Gòn, nhiều chủ sở hữu là người nước ngoài. Ta đang tranh thủ để bảo dưỡng xe để chuẩn bị đi tiếp. Này được gắn lên như thế nào ấy nhỉ? Không hiểu. Toàn thấy người nước ngoài thôi.
Intercon Continental Nha Trang, khách sạn 5 sao. Sáng nay đi ăn sáng là gặp cái chiếc xe này hay quá, quay tức phim cho mọi người cùng xem, quá đẹp, xe rất ấn tượng. Góc nào để có thể chụp được nhiều cái xe nhé. Một số xe phía dưới đường đấy, nhưng mà thôi chắc là dừng ở đây được rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Để tôi sẽ hỏi nhân viên ở đây xem là những cái chiếc xe này ở đâu ra, ở Sài Gòn lên hay là từ nước ngoài vào, bởi vì thấy rất nhiều người nước ngoài tài xế, toàn là người nước ngoài cả. Không biết là những chiếc xe này đâu ra, vào hỏi nhân viên ở đây xem. Tôi vừa mới lên hỏi nhân viên ở khách sạn này, người ta nói xe này tất cả từ bên Anh vào, từ Vương quốc Anh vào Việt Nam, đi các nước, đến nước nào thì sẽ làm thủ tục ở nước nó. Giờ tại vì mà mình thấy cái tem Sài Gòn này nó dán đang còn rất mới, chúng ta thấy xe ở nước ngoài, xe bên Anh là hầu hết là tay lái nó nằm ở bên phải, nó không như xe ở những cái nước khác là tay lái ở bên trái này, tay lái nó nằm bên phải này, chúng ta thấy tay lái nó nằm ở bên kia bên phải, còn những cái xe ở nước khác là tay lái nó lại ở bên trái. Ví dụ như cái xe Mercedes, xe BMW này, tay lái nó ở bên trái này. Đấy, tất cả những cái xe của họ là tay lái ở bên phải. Đấy, ở bên kia, bên phải, bên kia.
xe này cũng vậy, người ta thấy tay lái nó ở bên bên phải này. Tất cả các cái xe đúng là tay lái đều ở bên phải hết, xe này là tuyệt vời, là một cơ hội để chúng ta nhìn thấy tất cả những cái xe cổ ở Vương quốc Anh tới Việt Nam. Là may mắn mình được gặp chứ không dễ gì mình gặp được những cái cảnh như vậy. Rồi, tạm biệt quý vị các bạn, hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Hết là đây trên này mình chụp xuống xem mà có chụp được hết hết cái này không, chụp được hết cái xe này không. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn. Xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.